Trong quy hoạch điện 8 thì một trong những mục tiêu lớn cũng được đặt ra đó là ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hiệu quả, chú trọng vào phát triển những nguồn năng lượng truyền thống thời gian vừa qua đã bắt đầu cho thấy những mặt trái. Cùng với sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì việc quy hoạch một hệ thống thủy điện dày đặc ở thượng nguồn đang khiến miền Trung đối mặt với tình hình khô hạn ngày càng khốc liệt hơn. Đến lúc này, sau nhiều năm vận hành, sự mất cân bằng giữa lợi ích năng lượng và lợi ích nguồn nước cho sản xuất sinh hoạt đem là mặt trái của việc quy hoạch thủy điện thời gian qua. Lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam là điển hình của việc phát triển thủy điện dày đặc ở nước ta. Những ngày này, khi hạ lưu tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đang đối mặt với xâm nhập mặn, vì bốn hồ thủy điện chặn dòng ở thượng nguồn, sông Vu Gia, Thu Bồn không thể giúp được gì cho hạ du. Ngược lại, các hồ chứa thủy điện còn không xả nước, khiến tình hình hạn mặn hạ du trở nên phức tạp hơn. Kiến nghị của hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng thì chúng tôi đã hạn chế phát điện đến mức thấp nhất, là gần như là không phát điện, chỉ phát những giờ cao điểm để đảm bảo an ninh năng lượng. Theo lý thuyết, khi xây dựng các công trình thủy điện đều nêu rõ, vào mùa khô, các hồ chứa sẽ tích nước, đảm bảo khi có hạn sẽ vận hành xả nước cho hạ du. Trước mùa mưa, các hồ chứa xả hết nước để đón lũ, sau đó vận hành điều tiết để nước về hạ du vừa phải, hạn chế lũ ngập úng. Thế nhưng thực tế thì các hồ chứa thủy điện chỉ chủ yếu vận hành theo lợi ích, tức là khi nắng, có nước là chạy vận hành xả nước lấy tiền, còn khi mưa thì không xả hồ sớm mà cố tình giữ nước, và khi mưa lớn thì xả ồ ạt dẫn đến ngập úng bất thường. Khi mà chúng ta vội vàng phát triển thủy điện thì trong thời gian đầu nó gặp những cái bất cập, và chính vì vậy nó để lại một cái hệ quả lâu dài, cho đến bây giờ vẫn phải tiếp tục khắc phục. Thì tỉnh Quảng Nam là đã đồng thời rà soát lại các cái thủy điện trên địa bàn của tỉnh, nhất là các thủy điện vừa và nhỏ, để báo cáo với chính phủ để giảm lại, không phát triển thêm. Để khắc phục những mặt trái của thủy điện, chính phủ đã ban hành các quy trình vận hành liên hồ chứa và thành lập ban điều phối lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn để hài hòa giữa lợi ích về năng lượng và nguồn nước. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, bởi lợi ích về năng lượng hiện vẫn đang chi phối việc vận hành. Cái mặt lợi và mặt chưa lợi của thủy điện chúng ta không phải chỉ ở cấp độ chúng ta đâu, mà trên thế giới đánh giá, thậm chí có những nước ngay cả Hoa Kỳ người ta đã phải bỏ cả những cái đập thủy điện đi. Chúng ta nói nhiều nhưng chúng ta ít khi tính toán một cái chính xác cái cách tiếp cận đánh đổi. Đấy, cái đánh đổi cái chất rất quan trọng. Đấy, trong trường hợp ấy phải đánh đổi tỉnh này phải sân siêu đi một tí để tỉnh kia, hay là cái hoạt động của ngành này, ngành năng lượng phải giảm thiểu đi một chút để cho cái ngành nước nó duy trì được cái cân bằng. Không thể phủ nhận, nước ta có lợi thế lớn về thủy điện khi mà địa hình các con sông từ Tây sang Đông có độ dốc lớn, lưu vực thu gom nước rộng. Tuy nhiên, với những sai lầm và hệ quả đã diễn ra khi quy hoạch thủy điện thời gian qua, đây cần xem là bài học hết sức nghiêm túc để khi quy hoạch sơ đồ điện 8 sẽ không đi vào những sai lầm đã gặp phải. Quy hoạch điện 8 được xây dựng trong bối cảnh rất khác so với trước đây. Trong đó, nhiệt điện than đang ngày càng bị nhiều nước tẩy chay trước sự phát triển mạnh mẽ của nguồn năng lượng tái tạo. Khắc phục nhược điểm lớn nhất trong quy hoạch điện 7 là đã quá chú trọng vào nhiệt điện than. Đây là loại hình năng lượng có vấn đề trong đảm bảo môi trường. Thậm chí là việc đảm bảo cung cấp than cho nhiệt điện cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Hiện nay, thế giới đang chuyển dịch theo hướng giảm loại hình năng lượng hóa thạch. Thứ hai là các định chế tài chính quốc tế, những ngân hàng lớn cũng không ưu tiên cho vay đầu tư nhiệt điện than. Vì vậy, quy hoạch điện 8 tập trung đầu tư năng lượng tái tạo là phù hợp với xu hướng chung của thế giới về phát triển năng lượng sạch. Trong khi tiềm năng năng lượng mặt trời ở Việt Nam hiện được đánh giá lớn gấp 14 lần tổng công suất các nhà máy điện hiện nay với khoảng 54.000 MW, còn điện gió thì có thể đạt tổng công suất khoảng 100.000 MW.